nữ diễn viên Việt bị hải quan nước ngoài giữ lại, liên quan việc ngủ trên máy bay. Nữ diễn viên Việt kể chuyện từng bị hải quan nước ngoài giữ lại. Mới đây, Thúy Nha và Quang Lê có buổi livestream để trò chuyện cùng khán giả. Hơn 2 tiếng đồng hồ, hai nghệ sĩ đã chia sẻ nhiều câu chuyện. Trong số đó, đáng chú ý là việc Thúy Nha từng bị hải quan ở nước ngoài giữ lại lúc đi lưu diễn. Cụ thể, cô cho biết nhiều năm trước đi diễn ở châu Âu khá khó khăn ở việc xin visa. Tới nước nào phải xin visa nước đó, rất cực. Một chuyến đi diễn chúng tôi thường đi 5-6 nước châu Âu nên phải xin tới từng ấy visa. Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, phải bay ra Hà Nội mấy ngày chỉ để làm visa, nữ nghệ sĩ kể lại. Thúy Nha kể từng bị hải quan nước ngoài giữ lại do ngoài đời không đẹp như ảnh trong hộ chiếu. Ngoài ra, Thúy Nha còn nói thêm, khi cô đến Anh lưu diễn thì hải quan thường hỏi nhiều và hỏi nhanh trong khi vốn ngoại ngữ của cô không quá nhiều. Còn khi đến Canada lưu diễn, nữ nghệ sĩ từng có lần bị hải quan giữ lại vì lý do khó đỡ. Có lần tôi bị hải quan Canada giữ lại chỉ vì mặt bên ngoài không đẹp như trong hình hộ chiếu. Lúc đó tôi mới ngủ dậy từ máy bay xuống, nhìn mặt ghê quá nên bị giữ lại. Nhiều nữ nghệ sĩ khác cũng bị thế chứ không riêng gì tôi, Thúy Nga hài hước kể lại. Về phía Quang Lê, anh cũng cho biết có lần bị từ chối nhập cảnh vào Anh. Từ đó tôi rút kinh nghiệm, đi hát ở nước nào cũng phải xin giấy phép đi hát trước, thì rất dễ dàng, chỉ phải đóng thuế một chút nhỏ thôi, nam ca sĩ kể. Có lần nam ca sĩ đến Canada lưu diễn, anh được hải quan ở đây chỉ cách làm giấy phép để đi hát. Họ cũng làm cho tôi và bảo tôi đóng thuế tại chỗ, thế là được nhập cảnh, Quang Lê chia sẻ. Thúy Nga ngỡ ngàng khi nghe Quang Lê kể từng bị mất trắng 150.000 đô vì chứng khoán. Cũng trong buổi livestream này, Quang Lê khiến Thúy Nga ngỡ ngàng khi lần đầu tiết lộ anh từng bị mất 150.000 đô la vì nhờ bạn giữ giùm, rồi người bạn này mang tiền đi chơi chứng khoán. Tôi có gửi người thân giữ 150.000 đô. Người đó nói với tôi là em chơi chứng khoán được không, nếu thắng thì chia. Tôi nghĩ chơi chứng khoán khó mà thua. Tôi rồi một ngày đẹp trời, thức dậy, tôi hỏi ủa em số tiền 150.000 đô la anh đưa em đâu rồi? Người đó nói, thua trắng rồi. Tôi mất 150.000 đô chứng khoán. Tôi không biết chơi, người giữ tiền của tôi cứ hay khoe thắng chứng khoán hoài nên tôi tin, nam ca sĩ kể.